365 ngày cầu nguyện với tâm tình của Thánh Y Nhã và với lời Chúa. Ngày 13 tháng 3. Lời Chúa. Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Lời Thánh Y Nhã. Không có loại gỗ nào làm bùng cháy tình yêu Thiên Chúa cho bằng gỗ thập giá. Suy niệm. Có rất nhiều loại gỗ quý hiếm, có chất lượng cao, được nhiều người yêu thích và mong muốn sở hữu chúng. Nhưng dù chúng có giá trị mấy đi nữa, thì chúng vẫn chỉ là cây gỗ vô tri vô giác, theo thời gian cũng sẽ bị quên lãng. Ngoại trừ cây gỗ duy nhất có tiếng nói, có cảm xúc và có khả năng bùng cháy tình yêu Thiên Chúa cách mãnh liệt, đó là loại gỗ làm nên cây thập giá mà Chúa Giêsu đã dùng để vác lấy vì yêu chúng ta. Nơi gỗ thập giá ấy đã trở nên gỗ cao quý nhất, bởi nó được cưu mang chính máu thịt Đấng Cứu Độ. Và cũng nơi thập giá ấy, Chúa Giêsu đã liên lụy mang lấy tội của chúng ta. Vậy mỗi khi chiêm ngắm, thờ lạy và suy tôn thánh giá, lòng chúng ta có bùng cháy tình yêu Chúa và khao khát đáp trả tình yêu vô biên ấy không? Chúng ta có dám liên lụy với những giới hạn và yếu đuối của anh chị em của mình không? Thánh Y Nhã sau khi hoán cải đã đem hết lòng mộ mến thập giá Chúa. Ngài trở nên điên rồ vì giá trị cao quý mà thập giá đem lại. Ngài chia sẻ: không có loại gỗ nào làm bùng cháy tình yêu Thiên Chúa cho bằng gỗ thập giá. Đây cũng là tâm tình của Thánh Phaolô, một con người đã chẳng ước muốn được giàu sang, danh vọng, chẳng tự hào và hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Chúa Giêsu sau khi được biết Ngài. Vậy bạn và tôi đã có kinh nghiệm sốt mến khi chiêm ngắm thập giá của Chúa và hãnh diện về thập giá đó chưa? Hồn sống trong ngày. Thánh Phaolô và Thánh Y Nhã đã nhận ra sự cao quý và sự sống bất diệt của cây thập giá Chúa, và mời gọi chúng ta hãy yêu mến, khám phá tiếng nói bên trong của thập giá nơi cuộc đời mình. Hôm nay, mời bạn cùng tôi hãy nhìn lại những thập giá trong đời mình với tâm tình cảm tạ, chúc tụng Chúa và xin Ngài tiếp tục cùng vác với chúng ta. Ngoài ra, bạn và tôi hãy dành 15 phút thinh lặng trước thập giá Chúa và lặp đi lặp lại: lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa, con hãnh diện về thập giá Chúa. Tìm một giấc mơ hy vọng.
tôi đi tìm tôi giữa những sao động, những khát khao cuộc đời. Quan mai đầu xanh nghĩ suy lại, đẹp nhất phút giây mình đang có. Vui con đường đó nơi ánh sáng chiếu soi, tôi tìm được chính tôi. Tìm về bên Chúa con quên hết lắng lo cuộc đời, muôn phiền lưu tiếng sẽ tan biến qua nỗi đau phận người. Tìm về bên Chúa cho qua đi năm tháng nơi quan bóng tối, tìm về bên Chúa nơi hạnh phúc chứa chan nụ cười, kề bàn tay Chúa ba hơi thắng, Chúa luôn gọi mời về cùng Ngài tới nơi ánh sáng, cho tôi tìm được chính lắng lo cuộc đời, muôn phiền ưu tư sẽ tan biến.